Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Rốt Bếp Nhỏ Xíu nha. Thì ngày hôm nay mình làm món bánh da lợn lá cẩm. Thì màu sắc của bánh rất là đẹp. Và sau đây mình xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp thực hiện món này với mình nha. Món bánh này gồm có các nguyên liệu như là bột năng 200g, đường thì mình cũng sử dụng đường trắng 200g, dừa nạo, dừa khô nha các bạn, dừa khô nạo 200g, đậu xanh bóc vỏ mình ngâm khoảng 3 tiếng rồi, cùng với lá cẩm nhà mình trồng thì các bạn ước lượng khoảng là một nắm nha các bạn, cùng với nước lọc 400ml. Khuôn làm bánh là cái mâm nhôm hoặc là một cái khuôn nhựa như thế này. Thì đậu xanh mình đã ngâm nở rồi thì mình sẽ đi vo sạch, sau đó mình sẽ đi nấu nữa các bạn. Thì nước xâm xấp đậu như thế này thì mình chỉ cần nấu cho nó cạn nước. Mình sử dụng 200ml nước mình cho vào nồi. Thì nước này thì mình sẽ đem đi nấu cho nó sôi lên để mình nấu cái lá cẩm nha các bạn. Thì khi nước sôi thì mình sẽ cho cái lá cẩm này vào, thì giống như các bạn luộc rau vậy đó. Thì phần lá cẩm này mình cho vào nước sôi và mình nấu khoảng 5 phút để cho trong cái chất của cái lá cẩm thì nó ra, nó sẽ có cái màu đỏ và nó tím tím nha các bạn. Sau khi mình nấu xong 5 phút thì mình sẽ tắt bếp và mình để cho cái lá cẩm này nó, cái nước lá cẩm nó nguội lại thì nó sẽ có cái màu rất là đẹp. Phần dừa khô thì mình sẽ cho 200ml nước còn lại cho vào dừa khô luôn. Sau đó thì mình sẽ dắt cái dừa khô, mình lấy nước cốt nha các bạn. Tiếp tục thì mình cho cái phần đậu xanh nấu chín vào phần nước cốt dừa. Mình sẽ đem cái phần nước cốt dừa với đậu xanh này đem đi xay nhuyễn. Khi đã xay những phần nước cốt dừa và đậu xanh này rồi thì tiếp tục mình sẽ cho vào đó là 100g bột. Thì lượng bột này là 200g thì mình sẽ nhắm chừng phân nửa nha các bạn. Tiếp tục là mình sẽ cho vào bột 100g đường. Thì mình cũng nhắm chừng khoảng phân nửa của lượng đường trong chén. Phần bột này thì mình sẽ đánh cho nó tan bột ra, nó sánh mịn lại nha các bạn. Mình đánh cái nước cốt dừa đậu xanh này với bột đó, cho nó hòa tan thì nó được một cái hỗn hợp rất là thơm ngon nha các bạn.
Và sau 5 phút thì đánh thì mình cũng đã được một cái hỗn hợp như thế này nè. Rất là sánh và bột cũng đã tan ra hết. Về phần cái nước lá cẩm thì mình cũng đã chắc ra và lấy nước, nó có màu rất là đẹp. Khoảng 200ml nước. Mình cũng cho vào đó cái phần đường còn lại là 100g. Và cái phần bột cũng 100g. Và tương tự thì mình sẽ đánh cái nước lá cẩm cũng như bột này hòa tan, cho phần bột nó tan đều trong nước lá cẩm. Và cuối cùng là mình được một cái phần bột nước lá cẩm nhìn cũng rất là đẹp, màu tím. Về khuôn bánh thì mình sẽ cho một ít dầu ăn vào và mình thoa đều cái sửng bánh nha các bạn. Lớp dầu ăn này sẽ giúp cho cái phần bột nó không có bị dính vào cái sửng đó, dễ lấy bánh. Cũng như là khuôn bằng nhựa thì mình cũng thoa một lớp dầu ăn luôn. Mình sẽ cho khuôn bánh vào một cái sửng hấp, nước đã sôi thì mình sẽ cho cái phần bột, cái phần bột màu lá cẩm trước nha các bạn. Thì mình sẽ lường là một lớp khoảng một giá nhỏ nhỏ như thế này. Là tùy các bạn, thì các bạn muốn cho nhiều lớp thì các bạn sẽ cho cái lượng bột ít hơn, hoặc là dày hơn thì các bạn cho nó nhiều hơn. Khi mà đổ bột xong thì mình sẽ đậy nắp kín lại và hấp khoảng 10 phút nha. Thì 10 phút thì cái phần bột mà lá cẩm nó đã trong thì mình sẽ tiếp tục cho cái phần bột màu trắng vô. Cái phần bột này là cái bột đậu xanh nha. Thì mình cũng sẽ lường khoảng cái lượng bằng cái lượng bột của lá cẩm để cho các lớp nó đều nhau. Thì cũng giống như cái lượt hấp lá cẩm lúc đầu á, thì mình đổ bột xong thì mình cũng sẽ hấp cái lớp bột này trong vòng 10 phút. Thì liên tiếp thì mình thực hiện các lớp bột đến khi hết bột của mình nha. Và đây là thành phẩm bánh da lợn lá cẩm, màu sắc rất là đẹp và cái bánh thì rất là dẻo dai cũng như là ngọt vừa. Thì chúc các bạn thành công với món bánh này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào tạm biệt các bạn.